chỉ 20 phút chuẩn bị healthy salad ngon miệng đủ calorie cho nam giới đã bỏ công ra tập luyện thì đâu thể ăn uống vô tội vạ thiếu kiểm soát đúng không anh em? Vậy sao không thử chicken Caesar salad này lựa chọn healthy salad hàng đầu, đảm bảo dinh dưỡng và calorie cho anh em, có rất nhiều lựa chọn cho các món healthy, còn tôi. Salad luôn là lựa chọn số một khi được hỏi về món đủ ngon, đủ chuẩn, vì thứ nhất, trong một đĩa salad có đủ đạm, cắp, béo, vitamin, cung cấp đủ dinh dưỡng cho bữa ăn, thứ hai, salad làm nhanh. Anh em cứ mua sẵn thịt, rau trong tủ lạnh, bao giờ ăn thì lấy ra chế biến, trộn các nguyên liệu rồi ăn thôi. Thứ ba, nấu nhanh, dọn nhanh, ăn cũng nhanh lại còn đảm bảo vị ngon. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách làm chicken caesar salad, một healthy salad rất ngon. Đây là món ruột ăn hoài không ngán của tôi, món ăn là sự hòa trộn của thịt gà, cheese, bánh mì nướng và sốt kem. Món ăn dù tốt nhưng chất béo bão hòa và natri có thể nhanh chóng tăng lên nếu anh em cho quá tay vài nguyên liệu, để món ăn thật sự là healthy salad. Anh em hãy tự làm sốt Caesar tại nhà. Nước sốt tại nhà của chúng ta có sữa chua hy lạp dầu protein mà không cần thêm chất béo bão hòa tỏi. Mù tạt và một chút cheese parmesan sẽ đảm bộ chuẩn vị mà không chứa quá nhiều natri như các loại sốt đóng chai. Một cách khác để giảm lượng natri trong salad mà không ảnh hưởng đến hương vị là sử dụng bánh mì nguyên cám. Và cũng đừng quên mua cheese parmesan tự nạo để tăng hương vị và độ ngon nhé một phần chicken Caesar salad 363 calorie của chúng ta có thành phần dinh dưỡng như sau, nguyên liệu. 4 cấp xà lách cắt nhỏ, 1 phần 4 cấp hành tây, sắt mỏng, 2 thìa cheese parmesan 220g ức gà nướng, cắt lát 1 lát bánh mì nguyên cám 3 muỗng canh sữa chua hy lạp không béo 2 tép tỏi 1 thìa mù tạt 1 thìa. Sốt Worcestershire 3 thìa nước chanh 1 phần 2 thìa hạt tiêu 3 muỗng canh dầu ô lưu cách thực hiện để làm nước sốt cho sữa chua, cheese parmesan vào máy xay sinh tố và xay cho đến khi mịn, từ từ nhỏ dầu ô liu vào trong khi trộn cho đến khi có một hỗn hợp mịn, đổ vào lọ và bảo quản trong tủ lạnh dùng nhiều lần. Để làm món salad, cho romaine vào một cái bát lớn, thêm hành tây và parmesan cắt lát, rắc bánh mì nướng và chia ra hai đĩa, xếp gà nướng nướng lên đĩa và ăn thôi các biến thể salad và thành phần thay thế công thức này là công thức căn bản cho salad caesar tuy nhiên anh em cứ linh hoạt thêm bớt vài thành phần như rau củ các loại hạt hoặc đậu gà lên trên anh em cũng có thể sử dụng các loại protein khác thay cho thịt gà như tôm cá bò hoặc thậm chí là một số loại protein chay như đậu hũ các loại đậu để không có gluten hãy sử dụng bánh mì không chứa gluten đối với người ăn chay hãy bỏ thịt gà và sử dụng loại protein chay yêu thích một lưu ý nhỏ nếu anh em chuẩn bị salad mang theo đi làm hãy bỏ nước sốt ra riêng bao giờ ăn thì trộn nhìn nguyên liệu nhiều vậy chứ làm vài lần món healthy salad này là quen nhanh lắm chúc anh em thành công và ăn thật ngon miệng nhé